biết bạn đã quay trở lại với kênh YouTube quen thuộc của chị Bánh Xèo nhé. Có phải bây giờ là bạn đang thắc mắc, phân vân, tò mò không biết cái là chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là gì đúng không nào? Không để các bạn phải đợi lâu nữa thì bây giờ Bánh Xèo sẽ xin bật mí tiết lộ hôm nay chủ đề là gì nhé. Nếu như bạn nghĩ rằng bạn biết hoàn toàn về chó thì chưa chắc đâu. Tại vì cho dù bạn có nuôi chúng trong nhiều năm nhưng những thông tin về chó dưới đây có thể sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Mũi chó không chỉ nhạy cảm với mùi mà nó còn rất độc đáo và đa chức năng mà chúng ta có thể gọi là một chiếc máy tính mini tích hợp. Mắt của chó không những tinh anh mà thậm chí chúng còn có thể nhìn thấy những điều mà mắt thường con người chúng ta không thể nhìn thấy được nữa. Nếu như mà các bạn không tin thì bây giờ Bánh Xèo sẽ mời các bạn cùng theo dõi và khám phá 5 video chứng minh là loài chó có thể nhìn thấy điều tưởng chừng là không thể nhé. Bắt đầu thôi. Chó có thể nhìn thấy ma. Hồn ma là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Trong suốt những năm vừa qua thì những câu chuyện, giải thoại về linh hồn luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến con người không khỏi tò mò và đi tìm hiểu về sự thật. Đã bao giờ giữa đêm khuya thanh vắng, bạn bỗng nghe thấy tiếng chú chó cưng sủa âm ỉ ngoài sân, nhưng nhìn ra thì lại không thấy bóng dáng của người hay con vật nào khác cả. Nếu bạn đem cái câu chuyện này ra mà kể với 10 người thì hết 9 người đều trả lời rằng bạn đã gặp ma. Bởi vì theo nhiều tín ngưỡng và văn hóa dân gian thì chó là sinh vật có khả năng nhìn thấy được linh hồn. Liệu có cơ sở khoa học nào không? Cũng có thể, bởi vì các giác quan của chó đều rất nhạy cảm, vượt trội hơn so với con người. Giống như khứu giác của chó mạnh hơn con người gấp tới 10.000 lần và tần số âm thanh nghe được cũng ở ngưỡng cách xa chúng ta. Cái mũi của loài chó thậm chí còn siêu việt đến mức nhận biết được cả những căn bệnh nan y như ung thư chẳng hạn. Đây cũng chính là cơ sở để nhiều người tin rằng chó có thể nhận diện được ma, thứ được xem là lực lượng siêu nhiên không thể cảm nhận bằng các giác quan thông thường, cũng như chú chó này mà bạn đang nhìn thấy đây. Rõ ràng là chẳng có ai cả, nhưng chú vẫn cứ sủa rất nhiệt tình và thậm chí còn chạy ra tìm kiếm điều gì nữa. Quả là khó hiểu thật sự mà đúng không? That's why he's going crazy. Booker, come on, let's go. Yo, Booker. Oh, you guys just heard that. Booker, we are leaving right now. Come. What? Booker, come here! Yo, what the? Booker! Hurry up, let's go. No, Booker, come on. Let's go. Come here, come here. Come on, yeah, let's go. No, this way, out the garage. Guys, what the? Yeah, we are. Booker, guys, hold on, Booker. What the? What's that? Booker, I'm sorry. Come here, come here. Come on. Chó cảm nhận được những điều huyền bí. Bất cứ ai gần gũi với vật nuôi của họ sẽ làm chứng cho những khoảnh khắc khi chúng cảm nhận được sự bất ổn nào đó đang diễn ra. Năng lượng tinh thần và năng lượng tâm linh có thể là một phần của hiện tượng tương tự và do đó chó có thể có nhiều liên quan đến thế giới mà chúng ta không nhìn thấy. Chó có thể nhạy cảm như mèo khi nó đến khả năng nhận biết những vật, hiện tượng mà chúng ta không nhìn thấy. Mọi người từng chứng kiến được con chó của họ thường gầm gừ với những vật gì đó xung quanh vô hình hay thực hiện một hành động gì đó để bảo vệ chủ trước những linh hồn xung quanh. Là chó với tính giác mạnh mẽ và giác quan phát triển nên chúng có khả năng nhận biết mùi và có thể thực sự nhận ra những sinh vật khác mà con người không thể. Ngoài việc có thể nhìn thấy ma thì chó cũng là một loài vật có thể cảm nhận và nhìn thấy những điều huyền bí nào đó diễn ra xung quanh chúng. Hơn thế nữa thì chúng có thể nhạy cảm với sự bất thường đáng sợ và cảnh báo cho chúng ta những gì chúng ta không thể nhìn thấy. Có ai đã bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng như chị Bánh Xèo chưa nào? Chó thực sự là một loài động vật rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với những điều huyền bí và kỳ lạ. Thế nên, nếu có bất cứ hoạt động khác thường nào xuất phát từ chú chó cưng của bạn ở nhà, thì cũng đừng bỏ qua nhé. Không gì có thể đoán trước được đâu. Come on. Come. Come. Leave my dog alone. Leave my dog alone. Come on. It's okay, come on. Chó và chuyện săn ma. Chó là thợ săn ma. Quả là không hề ngoa chút nào. Khi khỏi phải nói nhiều cũng có thể suy ra một kết luận rằng con chó có thể cảm nhận được tốt hơn so với con người về mặt tâm linh này. Một số người còn cho rằng động vật như chó có một khả năng huyền bí khi nhìn thấy và nghe được sự tồn tại của thế giới phía bên kia.
rất nhiều đoạn video được ghi lại đã chứng minh rằng con chó có thể cảm nhận được ma hay linh hồn người mới chết bằng những cách mà con người hoàn toàn không thể. Trong thực tế thì bạn có thể gọi chúng là những thợ săn ma với khả năng mà con người chỉ có thể thực hiện được với thiết bị điện tử tinh vi. Hãy quan sát một trong một số các hiện tượng chú chó thợ săn ma chuyên nghiệp đang cố thu nhập thông tin. Làm thế nào để chúng nhận biết được ma? Thứ nhất là âm thanh. Thợ săn ma thường sử dụng micro khuếch đại để nắm bắt mọi âm thanh nhỏ, hy vọng là sẽ ghi lại một vài lời thì thầm lạnh gáy của ma. Tuy nhiên, đối với chó tự nhiên thì chúng có thể nghe thấy âm thanh ở tần số cao hơn so với con người, và âm thanh ấy sẽ di chuyển vào tai của chúng một cách độc lập ở bất cứ nơi nào mà âm thanh được phát ra. Còn đối với hình ảnh, thay vì thợ săn ma phải sử dụng camera quan sát ban đêm, thì chó tự nhiên có khả năng thấy tốt hơn nhiều so với con người trong điều kiện ánh sáng thấp cơ đấy. The window. What the fucking hell? What the shit? What the fuck? I swear to God, I recorded that. What the fuck? Freddy! Where am I? Fucking hell. Turn the lights on. Stay there, Freddy. What's the matter? Where is he? What is he? What is he? Don't go downstairs. For fuck's sake, come here. Has he gone? Is he gone? Where is he? What the fuck, man? Holy shit. Chó cảm nhận được những điều bất thường từ góc nhà. Vật nuôi ở ngôi nhà bạn đang ở, đơn cử như chó, chính là con vật cực kỳ nhạy cảm với thế giới tâm linh. Chúng có thể nhìn thấy những gì mà người thường không thể phát hiện ra nổi, đặc biệt là ma, hay còn gọi là vong. Ngoài trường hợp thấy chó nhà bạn hay sủa vu vơ hay tru lên từng hồi dài như những video trước đó ở bánh xe vừa kể, thì hành động chú chó cưng chạy đến một căn phòng tối, đặc biệt là một góc nhà như thế để kêu gào ầm ĩ, thì chắc hẳn nhà bạn đang có một vị khách lạ không mời mà lại ghé thăm đấy. Nói một cách chính xác và hơi man rợ thì trong nhà bạn đang ẩn chứa nhiều vong hồn vất vưởng ở góc nhà lắm đấy. Người nhắc đến hiện tượng chó sủa ma. Nó không phải chỉ là tín ngưỡng, là một thứ mê tín dị đoan, mà có nhiều cơ sở để kiểm chứng điều này là thật. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số loài động vật cực kỳ nhạy cảm với những thứ siêu hình chỉ có thể cảm nhận bằng các giác quan đặc biệt. Chó mực là một loài như thế. Khứu giác của một em chó mực cực mạnh hơn 10-10.000 lần, và tần số âm thanh của chúng có thể nghe được cách xa hàng chục cây số cơ đấy. Sau khi khảo sát hàng ngàn trường hợp, họ kết luận rằng chó mực có khả năng cảm nhận được những thứ vô hình như thời gian. Điều này thể hiện qua việc rất nhiều chú chó cả ngày chạy chơi, nhưng đến đúng giờ lại ngồi yên một chỗ, ngóng chủ nhân quay về với tâm thế vô cùng lo sợ như thế này. Trong khi nhiều loài động vật có tuổi thọ ngắn hơn con người, nhưng chúng lại có thể có giác quan khác bù đắp cho chúng. Với cái nhìn đặc biệt và thính giác phát triển của chúng có thể cảm nhận những linh hồn mà con người không thể nhìn thấy. Ngay cả sau khi chết thì thú vật yêu quý của chúng ta vẫn có thể nán lại, tạo sự yên tâm và bảo vệ chúng ta. Vì vậy, lần sau khi con vật cưng của bạn hành động kỳ lạ, nhìn chăm chăm vào vật không nhìn thấy ở một góc hoặc gầm gừ vào nơi không có gì, thì hãy nghĩ rằng nó có thể nhìn thấy cái gì đó mà bạn không thể. Có người cho rằng tiếng chó sủa là hợp âm mang lại tần số cao, tạo ra một khối hình tam giác, và trong âm dương ngũ hành thì các hồn ma rất sợ. Cũng không thiếu vô số những lời đồn thổi khác nhau về việc này, và cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. Nhưng các bạn có công nhận với bánh xe một điều rằng những đêm mà chú chó bạn nuôi trong nhà chạy ra sân sủa vội vàng 3 tiếng rồi chạy vào, nhưng mà khi chúng ta ra xem thì chẳng có ai cả. Liệu có phải là bọn chúng đang xua đuổi tà ma hay không? Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho bánh xèo biết bằng cách comment phía dưới đây nhé. Và cũng đừng quên like và subscribe cho chị bánh xèo nhé. Xin chào!